Tôi tên là Nguyễn Hiền, con của một gia đình nông dân nghèo khó, giống các bạn cùng trang lứa. Tôi rất thích thả diều. Lúc còn bé tí, tôi đã biết làm lấy diều để chơi. Năm tôi lên 6 tuổi, cha cho tôi theo học một thầy đồ trong làng. Thầy đồ kinh ngạc khi thấy tôi học đến đâu hiểu đến đó. Và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, tôi thuộc lầu 20 trang sách mà vẫn còn thì giờ chơi diều sau vì nhà túng thiếu quá tôi đành phải bỏ học ban ngày đi chăn trâu dù mưa gió thế nào tôi cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ tối đến đợi bạn học thuộc bài tôi mới mượn vở về nhà học không có tiền mua đèn sách như các bạn nên sách của tôi là lưng trâu nền cát bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ và đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của tôi vẫn bay cao. Tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kỳ thi ở trường, tôi viết bài vào lá chuối khô, rồi nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Thầy khen bài của tôi chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò khác. Thế rồi vua mở khoa thi, tôi cũng ghi danh tham dự và đã đỗ Trạng Nguyên lúc mới 13 tuổi. Mọi người gọi tôi là Trạng Nguyên trẻ nhất của nước Nam.